một mình. Ôi hay quá, cậu ấy đúng là một người bạn tuyệt vời. Chào Rob, hôm nay cậu đi học sớm thế. Chào Tom, hôm nay mẹ tớ phải đi làm sớm nên đưa tớ đi học sớm. Nhờ vậy mà tớ có thời gian đọc quyển truyện mới mua nè. Ồ, cậu đọc truyện gì thế? Cuộc phiêu lưu kỳ thú. Tớ đang đọc tập 15 đấy. Ôi, tớ cũng đang tìm quyển này. Tớ đi nhiều nhà sách rồi mà chưa có mua được. May quá, hôm nay cậu cho tớ mượn nhé. Tớ xin lỗi Tom, nhưng hôm nay tớ không thể cho cậu mượn được. Tớ chưa đọc xong và cũng chưa hỏi ý kiến mẹ tớ nữa. Chúng ta là bạn bè mà, cậu cho tớ mượn đi. Mẹ cậu sẽ không mắng đâu. Tớ rất tiếc, nhưng hôm khác được không Tom? Tớ cũng muốn được đọc hôm nay. Chúng ta là bạn bè, tớ không nghĩ cậu lại ích kỷ như thế. Hãy đợi đấy Rob à. Không phải thế Tom ơi, chỉ là tớ. Thật tuyệt vời, cuối cùng mình cũng đã sở hữu được tập 15. Yeah. Đồ ích kỷ. Ngày mai cậu gặp tớ và bạn bè của tớ trước cổng trường nhé. Cậu sẽ phải trả giá. Tớ phải làm sao đây Christy? Tớ sợ. Không sao đâu Rob, có tớ đây. Cậu không chỉ có một mình đâu. Cảm ơn cậu, chúng ta phải làm gì đây? Tớ không có ý đọc truyện một mình đâu. Tớ hiểu cậu mà. Cậu có chụp màn hình lại phần bình luận của Tom không? Tớ chưa. Nhưng để làm gì hả Christy? Cậu cần chụp lại để làm bằng chứng trong trường hợp bình luận của Tom bị xóa đi. Cậu cũng nên kể việc này cho người lớn biết. Và tớ nghĩ người phù hợp nhất là thầy Peter đấy. Nhưng Tom sẽ bị phạt và cậu ấy sẽ càng ghét tớ hơn. Cậu đừng lo, thầy Peter sẽ có cách làm để Tom hiểu được lỗi của cậu ấy nhưng vẫn không ghét cậu. Nhưng như vậy tớ có phải là người nhiều chuyện không? Bảo vệ bản thân một cách chính đáng là điều cần thiết mà Rob. Cảm ơn Christy, cậu đúng là cứu tinh của tớ. Nhưng liệu còn cách nào ngoài cách báo cho người lớn biết không nhỉ? À, tớ biết nè. Trong các trường hợp như mật khẩu bị đánh cắp, hoặc khi cậu gặp thông tin có vẻ lừa đảo và các hành vi bắt nạt trên mạng, cậu có thể sử dụng cách báo cáo online đó. Báo cáo online? Là sao vậy Christy? Hầu hết các ứng dụng chúng ta sử dụng đều có chức năng báo cáo online hoặc khóa các nội dung không phù hợp. Người bị báo cáo cũng không biết được ai là người báo cáo hết, nên chúng ta cũng không cần lo lắng đâu. Hay quá, tớ đã cảm thấy đỡ lo lắng hơn rồi. Chúng mình cùng đi gặp thầy Peter trước nhé. Oh yeah, chúng mình đi thôi. Các bạn ơi, tìm kiếm sự giúp đỡ khi bạn không biết chắc phải làm gì là một hành động thông minh và dũng cảm. Việc này có thể giúp bạn hoặc một người khác không bị tổn thương hoặc gặp nguy hiểm. Các bạn có thể báo cho người lớn mà các bạn tin tưởng như ba mẹ, thầy cô. Ngoài ra, tính năng báo cáo online hoặc khóa nội dung không phù hợp cũng sẽ rất có ích đấy. Các bạn nhớ, trước khi báo cáo hay khóa, các bạn nhớ chụp lại màn hình nội dung đó để làm bằng chứng nhé.